Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay trở lại với kênh YouTube Abu TV của mình nhé. Hôm nay mình lên nhà bác, bác có mời là lên ăn cơm. Vâng, hôm nay cũng buổi chiều rất nắng quá, thì mời các bạn. Đây, hôm nay là toàn thể các anh chị em trong nhà hết. Đây, hôm nay bác ấy có món cá, cá gỏi này, con này 3 cân nhé các bạn nhé. Đây, món cà nộm này, món cá hấp. Hôm nay thời tiết hơi nóng. Mày mới nắng cái tuấn. Vào ngồi đi. Ơi anh Khánh đi. Con ngồi bác ơi. Gọi gọi một người còn một người nữa nhỉ? Lốm rồi nhỉ, không cân tiểu. Hôm nay chắc say được quá. Hôm nay chị xóm có uống được không nhỉ? Quá cái lẩu hơn này nè, hơn là tiền vé mất cỡ luôn đấy. Quay.
Máy nọ, mình đi. Nó đi xuống nông nó má kinh lai ngân này đúng bà là cả hào hán đó, cả sán đó. Hán anh vân đó. Má đây, khỏi phá chém. Khỏi chứ nhá. Ế lào á, kín vẫn lọt nè. Ai chưa đủ, chưa đủ chua mình pha pha vào cái bát này. Đây. Chua. Chưa chua mình pha vào, tự pha vào. Ngay cửa xó. Dù có pin lo trên là mắt sáng xí à. Con đây nè. Ba ba từ trên khẩu này nó lo đó. Lâu không uống. Quả cây lo nọ. Đó hắn toán luống cây sướng đấy. Con này 3 cân cơ mà vừa thịt chắc. Xin mời các bạn nhé. จะเป็นเข่งๆกันป๋าก็ทั้งไม่อืมเฮ้ยคุณน่ะเตะเหมือนกันมั้ยถ้าเจ้าใครไปขนจี้ตัวอ่ะตัวนั้นจอมเงินนะก่อนมาครับเสียๆอืมเสียไปเอาป้องมันนี่กันเอาไว้ปูมาปิ่งไงแล้วเอาล้านนั่นน่ะสั่นนี่นะปูอ๋อไม่หรอกเหลืองป่ะ เหลืองเอ๊ะกะนมาละแค่ตอนนมาละแค่ตอนตัวมามามากนะงอนโอ้ยเสียจอเด็ดถ่ายอันโดยนะฮะกินดิไปนะฮะสุกมากสุกไปแค่มาซะดิอันเนาะไปเนาะ xong chén đi. Hai chén. Bác. Cho phía xong chén nó nọ. Bảo lò mà ướt mà. Hết cưới sẵn sàng. Hiểu chút mày đó. Má kén tức sống đấy. Hả? Ảo đấy. Ảo đấy con à. Ba đá. Lô lô hương mà do nó biến thì mày kính nhá là xóa mày. Hả Tuấn? Ấy ấy. Đây anh bên phải cái đó. Nòng xếp chơ, nòng lên hơn luôn đấy. Thế này xóm khá tén trâu à. Phải vắn đấy. Chị con đấy, còi. Anh Toán sẽ có 3 điền nữa đi. Mà đâu? Ngon. Cá mè. Cá chấm. Cá chấm. Chấm cổ quá. Cá chấm. Thôi bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nhé các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào đoạn video tiếp theo. Nhớ ủng hộ và like kênh cho mình nhé.